Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, sau một thời gian nghiên cứu, Trung tâm Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh đã sản xuất thành công gel rửa tay từ vỏ và hạt mãng cầu để góp phần cùng tỉnh nhà chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trong chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống hôm nay, xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự về công tác nghiên cứu và sản xuất loại gel này. The COVID-19 epidemic has been causing serious consequences, affecting many aspects of life around the world in general and in Vietnam in particular. With the efforts and determination of the entire political system, Vietnam has put the disease under control. However, the COVID-19 epidemic still implicates many potentials and has a probability of recurrence risk. Therefore, the prevention and control of COVID-19 is still a top priority. In order to contribute to the prevention and control of the COVID-19 epidemic, recently the Center for Science and Technology of Tening Province has researched and successfully produced antibacterial gel made of the peel and seed extract of custard apple fruits grown in Tening Province. This kind of gel made from natural source of polyphenols extracted from the custard apple peels and seeds, which both have bactericidal and protective properties when used for regular hand washing. Ban lãnh đạo của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh nó mới đề xuất là sẽ nghiên cứu cái gel rửa tay để mà đáp ứng cái nhu cầu thực tế đang rất là thiếu hụt. Nhằm là ngăn chặn cái dịch bệnh lây lan ở cái địa bàn mình là phát triển cái cây mãng cầu rất là cái sản lượng rất là lớn, thì cái sản lượng mà vỏ và hạt thải ra từ cái nhà máy sản xuất nước ép và rượu mãng cầu rất là lớn, thì cái nguồn nguyên liệu nó dồi dào. Nguyên liệu thì cũng phổ biến, ví dụ như cồn, glycerin, nước, cho nên là rất là dễ tìm mua được cái nguyên liệu. After being researched at the laboratory of the biotechnology experimental farm, the hand sanitizer gel extracted from the custard apple peels and seeds has met the permitted standards under the certification of the Quality Assurance and Testing Center 3. Trong quá trình triển khai thì chúng ta cần phải thử với là tất cả các đồng độ, rồi những cái mùi hương, rồi những cái cảm quan, và đem gửi đi các cái trung tâm phân tích để đánh giá được, thứ nhất là ngoài những cái thành phần quy định thì do mình bổ sung cái dịch chiết từ vỏ và hạt thì nó có chứa những cái thành phần khác có hại không, như là kim loại nặng hay những cái hợp chất khác. Thì trong quá trình thực hiện chúng tôi đã gửi đi các trung tâm phân tích, hiện nay thì kết quả đã có nghĩa là chúng ta đã đạt, ngoài cái việc mà sản phẩm gel rửa tay khô theo khuyến cáo của WHO, thì những cái thành phần về vi sinh hay là những cái hoạt chất có lợi như là hợp chất polyphenol thì nó đã đạt cái quy định. Compared to other types of hand sanitizers available in the market, the hand sanitizer gel made of custard apple peels and seeds also has the same but more beneficial feature, which is the addition of polyphenols. This is the beneficial substance found in vegetables. With the use of custard apple peels and seeds, this hand sanitizer gel also contributes to increasing the value of custard apple. Because the fruits are not good enough to supply the market, will be used to produce hand sanitizer gel. Currently, the Center for Science and Technology of Tening Province has provided hand sanitizer gel made of custard apple peels and seeds for schools such as Trần Hưng Đạo Secondary School in Tening City, Tân Biên Thảo Secondary School, and Thanh Bình Secondary School in Tân Biên District. This product has been warmly welcomed by the teachers and students from the schools for its low cost and the use of raw materials as a specialty of custard apple of the province. The set of mechanical hand sanitizer gel has helped schools be more convenient in the prevention and control of COVID-19 when teachers and students have returned to schools after a period of implementing the Prime Minister's order on social distancing. Trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại các cái trường, đặc biệt là những cái trường cấp 2, trường cấp 2, cấp 3 Tây Ninh ở địa bàn của Tây Ninh. Ví dụ như là chúng tôi sẽ triển khai đối với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, rồi các cái trường trên địa bàn của huyện Tân Biên, là làm cái gọi là cái mô hình mẫu
Nghĩa là chúng ta sử dụng cái gel rửa tay của trung tâm kết hợp với cái sản phẩm, cái thiết bị mà sử dụng cơ. Có nghĩa là chúng ta sử dụng những cái thiết bị mà từ những cái ống nhựa, ống nước á, cho học sinh nó có thể tạo ra được cái thiết bị mà chỉ cần là chúng ta dùng chân đạp vào thì cái gel nó sẽ xịt ra ngoài tay. Không tránh trường hợp là học sinh sẽ tự cầm bốc nữa đó, để tránh cái nhiễm chéo trong quá trình mà học sinh đi học. Thì cái này thì nếu mà tính ra một bộ vậy thì nó khoảng 140.000 thôi. Anh em trung tâm sẽ hướng dẫn cho các trường học, rồi giáo viên sẽ hướng dẫn lại cho học sinh đi triển khai nhân rộng. Và trong cái đó thì chúng ta không sử dụng cái những cái chai nhựa mà thị trường đang hiện bán nay, mà chúng ta sẽ đưa cái dịch chiết, cái gel rửa tay mà cái dạng số lượng mà chúng ta đóng, ví dụ như 5 lít, 3 lít chuyển về trường, chúng ta chỉ đưa vào trong cái bình chứa là những cái ống nhựa thôi. Thì chúng ta sử dụng rất là lâu dài, chúng ta không phải là sử dụng cái dạng mà mỗi học sinh phải mang theo mình một cái chai như vậy, thì cái giá thành hiện nay rất là cao. Bởi vì nó sẽ chiếm gấp đôi cái dịch chiết. Nếu mà nói tính về cái giá của cái chai thì nó gấp đôi so với dịch chiết. Nước phần cơ học rửa tay cho học sinh thì thấy sẽ giúp cho các em là trong thời gian tới này đã sẽ phòng chống được dịch cúm COVID-19 an toàn hơn, tốt hơn, là các em đảm bảo sức khỏe tới trường. Sau cái lễ trao tặng này thì nhà trường mong muốn sẽ lan rộng ra các lớp, cố gắng sẽ làm theo cái mô hình này, mỗi lớp một cái máy rửa tay cơ học. With the success of the research and the effectiveness of putting hand sanitizer gel into practical use, which is highly appreciated by the units, in the coming time, the Science and Technology Center of the Ninh Province is aiming to produce this kind of gel in large quantities enough to meet the market in and outside the province. Nếu mà nói với cấp độ mà sản xuất số lượng lớn á, thì cần những thiết bị lớn hơn. Hiện nay cái quy mô làm á, thì anh em tận dụng trang thiết bị được đầu tư ở trại công nghệ sinh học này á, thì làm với quy mô phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cái quá trình triển khai mà để số lượng lớn thì nó không gặp vấn đề gì khó khăn. Có nghĩa là ví dụ như sử dụng những cái bồn nó to hơn, thiết bị khuấy chúng ta chế là lớn hơn. Thì nếu như có trường hợp mà chúng ta muốn nhân rộng cho cả cái địa bàn của tỉnh á, thì tôi nghĩ nó không có gì khó. Thứ nhất, nguyên liệu chúng ta có sẵn. Những cái hóa chất thông dụng như cồn, glycerin thì nó cũng đã là gọi là thông dụng ở trên thị trường rồi. Cái điều quan trọng là chúng ta có thể là gắn kết với một cái đơn vị nào, chẳng hạn như một doanh nghiệp nào đó, mà để chung tay triển khai cái vấn đề mà giới thiệu sản phẩm này đi đến các cái tiếng địa bàn huyện và những cái tiếng sâu hơn nữa, để cho cái sản phẩm này được nhiều người biết đến. Thì tôi nghĩ là cái chuyện triển khai nhân rộng cung cấp cho tỉnh là nằm trong cái khả năng của mình. Currently, although the COVID-19 epidemic has been put under control in the Ninh province in particular and in Vietnam in general, there are still many potential dangers which can play up again at any time. Therefore, the hand sanitizer products made of custard apple peels and seeds of the Ninh Provincial Center for Science and Technology are considered as one of the new breakthroughs contributing to the prevention and control of COVID-19 in the Ninh Province. A product with safety features and price cheaper than all the hand sanitizers available in the market, and especially using raw materials of the peel and seed of custard apple, will also contribute to enhancing the value of a specialty of the Ninh Province. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.